Ok, xin kính chào toàn thể tất cả anh em nhạc công nha. À, lại là mình đây, là Thiện Lê Hồ Gan. Thì bài số 2, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em copy chân kích của style này, bỏ cho style kia. Có nghĩa là copy cái này bỏ qua cái kia anh em. Rồi, nói dạy cho anh em dễ hình dung ha. Rồi, chúng ta đi vào bài bài 2 nè. Đầu tiên các anh em sẽ chú ý cho mình. Ở bài 1 thì mình không có để chỉ cho tất cả anh em những cái cột ở phía sau này ha. Bây giờ mình sẽ chú ý cho anh em, tất cả anh em chú ý cho mình là cái mục mà Assembly nè, đó anh em chọn vào cái mục này thì đồng nghĩa là cái mục này nó sẽ cho anh em copy tất cả những gì mà tất cả anh em muốn, trừ trừ cái copy mà không có thôi nha. Rồi, đầu tiên anh em muốn copy một cái chân kích của sử dụng chân kích của Style DJ Đồ Long Đao chẳng hạn. Đó, rồi anh em muốn sử dụng cái snare của một cái style bất kỳ nhưng mà không phải là của đồ Long Đao thì anh em sẽ chọn vào đó. Anh em sẽ tách qua này, tìm những cái style design nào mà nó có cái snare hợp lý với lại cái chân kích đó thì anh em ấy vào. Mình sẽ chọn cái snare design khác đặc ha, và chân kích đồ Long Đao ha, nghe thử như thế nào ha. Đầu tiên đó, mình đã để ở 16 khuôn rồi. Anh em nhớ là thường thường á, anh em copy cái style nào thì anh em phải chú ý cái khuôn nó bao nhiêu khuôn và bao nhiêu nhịp nha. Rồi anh em mà nghe em nghe thử nha. Rồi, hơi chậm, mình sẽ tăng tempo lên. Đó, anh em nghe nè, đồ Long Đao ở phiêu A hình như là không có snare. Đó. Đây là chân kích của đồ Long Đao ha, snare của DJ Khác Lạc ha. Đó, anh em chú ý nè. Rồi, giờ mình mở thử cái snare của DJ Khác Lạc nè. Rồi, thêm chân kích của DJ đồ Long Đao nè. Rồi, mình đã có chân kích và snare của DJ mình muốn. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả anh em copy và bass ha. Cũng y vậy, các anh em bấm vào cái phần assembly, anh em chọn dây bass mà anh em muốn ha. Rồi, chẳng hạn ví dụ như giờ anh em không muốn cái dây bass ở main A của một cái style nào đó mà anh em chọn để copy thì anh em sẽ chỉnh vào cái này cho mình. Chọn vào những cái main nào mà có dây bass nào mà nó nằm ở cái main đó thì anh em sẽ chọn cái main đó cho mình. Chẳng hạn bây giờ mình muốn làm main A nhưng mà muốn chọn cái dây bass của cái main B của cái design nào đó mà mình muốn copy ha thì mình sẽ chọn vào như thế này và mình sẽ chọn main B. Ok, anh em sẽ cloud ra và anh em sẽ chọn copy cho mình. Mình sẽ copy một cái dây bass của design này ha, Vinahouse. Đó, thường cái dây bass này thì style này thì không làm dây bass thì mình sẽ đổi qua cái khác, bass vuốt đó anh em. Đó, mấy cái style DJ Vinahouse của bộ vi chính á, bass vuốt á. Này có dây bass nè. Anh em cảm thấy không hợp thì anh em cứ chọn vào đây và anh em tìm chân nào nó phù hợp, cảm thấy phù hợp thì anh em dừng lại thôi. Ví dụ như cái này chẳng hạn. Nghe không hợp thì anh em cứ đổi. Rồi anh em cứ đổi vậy thôi, chừng nào có dây bass thì anh em đổi thôi đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ anh em copy thêm một cái nữa ha. Bây giờ ví dụ như mình muốn copy cái chỗ này là cái nền thì mình sẽ chọn vào thường thường á, nền của DJ một style DJ bất kỳ nào á, thường thường á nền từ phiêu B trở lên mới có nền thôi chứ còn phiêu A là vẫn còn đánh dây bass. Rồi ok, bây giờ mình sẽ copy ở cái choi một ha, là làm nành ha. Đó. Mình sẽ chọn một cái design nào ở choi một nó sẽ có nành và phù hợp thì mình sẽ bỏ vào. Thử cái non tốt này thêm. Ví dụ như cái này nó không có nành á, thì anh em sẽ chuyển qua cái choi 2 hoặc là bass hoặc là đây dưới những mấy cái này, chừng nào nó có cái nành ở cái main A cho anh em thì anh em copy thôi. Đó. Nói chung là cũng dễ hiểu mà anh em. Chú ý một khi là dễ hiểu thôi, nói chung mấy cái này mình cũng tự mày mò và tìm hiểu ra chứ cũng không có ai mà chỉ cho mình mấy cái này hết trơn á. Đó thì đầu tiên muốn copy cái này thành cái kia thành cái nọ thì anh em chú ý cái phần này nè, đó phần assembly này thôi, rồi anh em copy thôi. Đó, ví dụ main A đang làm ở main A mà muốn copy của main B thì anh em chọn vào chỗ này cho mình, như lúc đầu clip mình có nói rồi đó, chọn vào cái này là mình nó sẽ hiển thị là main B, CD và phiêu A, phiêu B nè. Đó, main thành phiêu cũng được mà phiêu thành main cũng được, thường thường là không được đâu, tại vì là anh em biết sao không, phiêu là nó chỉ có một khuôn trong bốn phách thôi,
là không được. Mà man á, mình đánh man á, mình muốn làm style của man á, nó khuôn rất là nhiều đó, 16 khuôn lận, mà trong một khuôn là nó có bốn phách bốn nhịp đó. Feel là chỉ có một 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 khuôn và bốn bốn phách thôi đó. Rồi dạ, như nói ngắn gọn lại là đây là cái phần assembly, là cái phần copy dành cho phần copy nha. Rồi giờ mình sẽ qua cái phần mới, đó chính là cái này thì mình có ít khi nào mà anh em trên mạng mà biết làm style và chỉ cho tất cả anh em lắm, chỉ có mấy thằng khùng như mình mới chỉ thôi. Ông mình nói thiệt, nhưng người ta biết người ta giấu nghề, chứ còn mình biết là mình chỉ hết, có cái gì đâu mà phải giấu, đúng không? Đó. Mình sống được bao nhiêu năm đâu, khoảng 65 70 tuổi là đến lúc đó là mình ái hết rồi. gọi là không còn gì để mà lưu luyến nữa rồi đó. Bây giờ mình chỉ cho tất cả anh em vòng trống trước ha. Muốn muốn làm feel vòng trống chẳng hạn, như bây giờ mình đánh ở bốn khuôn ha, à, 8 khuôn đi, à, mình muốn làm khuôn báo trống ở khuôn thứ 8. Đó là cái xu hướng của những cái style design bây giờ ha. Đó. Giờ mình sẽ đánh luôn ha, rồi mình sẽ chỉ cho tất cả anh em làm feel vòng trống ha. Rồi, không biết mình đánh dư là đánh thiếu gì nữa, mình không để ý nữa, để mình chỉnh sửa lại đã nha. Rồi, thì anh em nghe thử và mình sẽ nói cho anh em dễ hình dung ha. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dòng trống. Rồi, bây giờ mình sẽ... Muốn anh em muốn đánh được như vậy, anh em sẽ chỉnh tempo chậm xuống cho mình ha. À, anh em là đánh chưa quen thì cứ chỉnh chậm xuống cỡ khoảng 101 hoặc là 100 gì đó, anh em đánh được thì anh em để ở tempo ở đó. Đó. Còn như mình thì mình khỏi cần phải chỉnh tempo, nghe tiếng nghe cái này đánh miết rồi nó cũng quen à, khỏi khỏi cần phải chỉnh tempo chậm xuống ha. Chỉ có những khi mình làm vòng trống thật là nhiều ở cái khuôn ở main 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 D, hoặc là main mấy cái main mà những cái dạo đầu của intro một bài hát nào đó. Đó, nó dòng trống nó sẽ báo phiêu và nó vào cái intro á, thì mình sẽ cần 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 tỉ mỉ hơn. Còn chứ còn cái này là mình chỉ cho tất cả anh em dòng kích chỉ đoạn như là phiêu trong một cái khuôn cái phách gì đó thôi, à, chứ không để mà đơn điệu bập 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 nó cứ sang cả như thế này, nó không có màu đó. Anh em hiểu ý mình nói không? Chứ còn cái kick mà kick bập 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 đi hãng một hàng như vậy thì ai mà đánh không được. Ví dụ như anh em bốn bốn phách liền, đánh bốn phách kick, hoặc là mình sẽ thay đổi tiết tấu, à, mình sẽ đánh thêm một cái phách vô nữa, gọi là dòng phách nhá anh em. Nè, anh em dễ hiểu không? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đó. Anh em nghe nè. Đó, bùm 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 á. À, cũng giống như là đánh phiêu thôi. Còn anh em muốn mà đánh dòng trống như cái phiêu, như cái khuôn thứ 8 gần cái thúc á nha, anh em cứ đánh chạm chỉnh tempo chạm xuống và anh em đánh. Rồi, dạ thôi, đơn giản mà anh em. Rồi. Thì cái phần mà chỉnh cho anh em dòng trống thì mình đã chỉnh rồi, chỉ rồi nha. Đó là cái anh em cứ chỉnh tempo chậm xuống. Đánh càng chậm càng tốt. Những cái ví dụ như mình D của cái design này chẳng hạn ha. Bây giờ mình thoát ra mình chỉ cho anh em làm luôn cái dòng trống ở cái khuôn thứ khuôn B đi, khuôn 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 D chứ. À, ví dụ chẳng hạn như cái một cái design bất kỳ nào bây giờ nó cũng sẽ có một cái main D để chưa có kick nhưng mà nó sẽ có snare kiểu dạng như là nó phiêu lần lên nhé anh em. Anh em nghe thử kick nè. Tràng tàng tràng tàng tràng tàng tràng tàng tràng tàng tràng tàng 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 tàng. Đó, nó vòng lần anh em nghe không? Đó, thì anh em cứ chỉnh tempo chậm xuống đánh cho mình thôi, cứ không cần tempo nhanh. Tempo nhanh là anh em không bao giờ đánh được vì nó rất là nhiều phách trong một cái khuôn. Đó. Rồi. Rồi cái phần vậy là chúng ta sẽ xong cái phần dòng trống và dòng kích ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái phần tiếp theo.
là cái phần hồi nãy mình chỉ phần copy đúng không? Thì giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái phần mình chỉnh EQ cho phù hợp theo một cái từng track, từng gia track ha. Đó. Thì cái này ít có người nào mà chỉ lắm, mình nói thiệt chân tình với anh em luôn. Ví dụ bây giờ mình muốn làm cái giai bass nó từ cái loa này nó chạy qua cái loa này và nó đánh stereo anh em. Đó, thì anh em chỉ cần vào cái mục này cho mình nha. Mục đây channel edit nè. Đó, anh em chú ý tới cái phần remover event nè. Đó, anh em sẽ chọn cho mình tới cái phần là từ đây. Đó, modulation nè. Modulation nè, anh em sẽ chọn vào cho mình, ấn vào cái chữ SQT nè. Đó, anh em thoát ra vào cái bảng master EQ nè, mixer EQ nè, đó. Anh em muốn đánh cho cái phần stereo đúng không? Một cái jazz bass bất kỳ đúng không? Anh em sẽ bỏ vào cái khuôn là khuôn band và volume. Đó, anh em chú ý trên cái này nó sẽ có hai cái loa. Đó, anh em chỉnh qua thế này. Nó sẽ đánh stereo chạy về cái loa này. Mà anh em nhớ, anh em mà đánh muốn đánh stereo á, cho một cái style design nào á, anh em chỉnh tempo chậm xuống cho mình nha. Tùy theo những cái tiết tấu và cái style đó kết hợp như thế nào ha. Rồi, ví dụ anh em cho nó về bên này đúng không? Là nó sẽ đánh stereo qua loa bên này. Và anh em cứ lần anh em đẩy về bên này. Đó, thì cũng như vậy thôi. Nó sẽ đánh stereo về cái loa bên này ha. Rồi, để cho anh em dễ hiểu và dễ hình dung, bây giờ mình sẽ tạm dừng clip và mình đánh thử làm stereo cho anh em coi nha. Rồi, như cái style mà mình đang làm lỡ dở mấy ngày nay thì mình đã mày mò và tìm hiểu ra được là cái đánh stereo nó sẽ như thế này. Anh em vào phần channel edit nãy mình có nói đúng không? Rồi, bấm vào phần remover event. Rồi, chọn cái mục modulation. Modulation gì đó cũng được, modulation gì đó cũng được, miễn là cái phần đó là cái phần dành riêng cho cái phần chỉnh stereo. Rồi anh em nghe nè, đây là cái intro bar. Rồi mình sẽ cắt cái tiếng bass đi, để 1-2 tiếng thôi, chứ nhiều quá nó sẽ anh em nghe nó không kịp. Mình sẽ chỉnh tempo chậm xuống anh em ha. Cái style này là mình đã làm sẵn cái phần stereo rồi, nghĩa là đánh nó chạy hai loa xen kẽ với nhau ha. Rồi anh em thấy không, đó cái track thứ 5 mình đã chọn là cái làm để làm cái clap của intro DJ ha. Anh em nghe thử. Đó, anh em thấy không, nó chạy qua cái loa này rồi nè. Nó giờ qua loa này. Đó, anh em thấy nó chạy tự động không? Rồi, chỉnh lại tempo bình thường. Rồi, thì anh em không muốn làm cái chạy stereo mà anh em muốn chạy cái EQ từ bass cho tới treble hoặc là từ treble cho tới tới bass ha. Là làm cái filter chẳng hạn, từ sạch cho tới trong và từ trong cho tới sạch, từ trong cho tới đục, từ đục tới trong nó mình nói lộn. Rồi anh em cũng chỉnh vào cái phần nào mà anh em muốn cần để ấy, ví dụ như muốn làm EQ từ treble xuống bass hoặc là từ bass lên treble thì anh em sẽ chọn vào cái mục này và tăng chỉnh lên. Như ở đây nè, nó có bảng hiển thị, nó có ghi hết là ở đây là 2, ở dưới là low nè. Đó, thì anh em cứ vậy mà chỉnh thử, chỉnh thôi. Và anh em chỉnh, vừa chỉnh là lúc mà anh em căn chỉnh á, anh em sẽ ấn vào start stop nè. Bắt đầu vào cái khúc nè, đó là nó mới thu nha. Chứ còn anh em mà không ấn mà anh em cứ chỉnh dài là nó không có thu đâu. Anh em muốn khi chỉnh là bấm vào cái này, vì cái này là làm style là lúc nào phải bấm cái này nó mới thu hết trơn á. Đó, rồi. Còn phần nào nữa ta, để mình nghiên cứu, mình nhớ đã lộn nhiều quá phức tạp. Rồi thì như là hết rồi đó. Rồi mấy cái phần này thì anh em đợi tập sau đi, chứ clip tập 2 này nó cũng khá là dài rồi, 15 phút rồi. Rồi bây giờ mình chỉ đến chính lại một lần nữa nha. Đây là cái phần phần assembly nè, đây là cái phần dành cho copy những cái style nào anh em thích bỏ vào một cái style mà anh em muốn làm. Rồi cái phần tiếp theo là cái phần channel edit nè. Anh em muốn đánh stereo anh em sẽ chú ý vào cái mục phần channel edit này cho mình ha. Bây giờ muốn làm stereo cho một cái từ cái này chạy qua cái này, nó stereo là thường thường nó chạy vòng với nhau đúng không? Đó, bấm vào cái phần remover event nè. Đó, anh em sẽ chọn mục là nó, ví dụ như cái mặc định của nó không hiển thị là modulation, nhưng mà anh em phải chỉnh tìm
chừng nào nó có một modulation và anh em ấn vào Escape nè, rồi anh em chỉ nó hiển thị lên computer đúng không, rồi anh em sẽ ấn vào cái phần Mixer Equalizer, rồi anh em chỉnh, ví dụ như muốn chỉnh Stereo thì anh em ấn vào phần Band Volume, và trên này nó sẽ có một cái loa chuyển qua, chỉ qua bên này thì đánh Stereo qua cái loa này đó, còn cái phần chỉ qua bên này đó, thì anh em sẽ đánh Stereo qua cái loa này ha. Rồi ok, còn anh em muốn không muốn làm Stereo, anh em muốn làm EQ hoặc là filter cũng vậy, anh em chỉnh lên cái cột đó thôi, và anh em ở trên thì filter record gì đó, ở dưới là cut off gì đó, EQ thì ở trên là 2, còn ở dưới là loud thì anh em cứ chỉnh qua thôi đó. Ok, anh em dễ hiểu chứ. Rồi, mình nói nhiều bây giờ cũng khát nước quá, thôi tạm dừng clip và tập sau anh em đón chờ tập sau nữa nha. Xin chào và hẹn lại tất cả anh em ở tập 2 nha.